Hello, hiện tại em đang ngồi ngay tại cái vị trí mảnh đất tiệt là đẹp, hai mặt tiền đường tỉnh lộ 718, mặt tiền nhựa là 40 feet, 34 m, mặt tiền đường đất là 82 m, nở hậu 46,24 m, ở thôn 2 xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Đất vô cùng đẹp mà giá vô cùng rẻ. Chủ đã đầu tư lô đất này rồi, nhưng mà đầu tư lúc đất sốt giờ bán lại, khổ quá rồi bán lại với cái giá cực kỳ bèo luôn, lỗ nặng lắm luôn đó. Chủ đòi là 60 triệu một mét ngang, em nói không, giai đoạn này á em chỉ nhận 50 triệu thôi, vì khu vực này là em nhận đất mà chưa có thổ cư là chỉ 50 triệu thôi. Nhưng mà nói thẳng chốt luôn là chỉ 45 triệu chốt, đất vô cùng đẹp. Và em thì hàng ngày cũng cùng con chiến mã này rong ruổi khắp đó đây, cũng đi phiêu bạc có, cũng đi kiếm ăn có, và bây giờ thì hiện tại đang kiếm ăn. Và có lẽ ông trời ông cũng thương, ông trời ông rất là mát, rất là dịu. Thôi bây giờ em mời anh chị cô chú cùng với em mình tham khảo cái lô đất này. Mình sẽ đi từ cái ngã tư trung tâm xã Hàm Cần vào tới đây xem nó như thế nào. Và nếu thấy nó phù hợp, anh chị cô chú hãy xuống chốt ngay. Còn nếu mà chưa phù hợp với mình nhưng có thể là phù hợp với người khác, vì vậy cũng kính mong anh chị cô chú chia sẻ cái thông tin cái lô đất của đất rẻ Địa Bình gửi đến anh chị cô chú khác. Em xin chân thành cảm ơn rất là nhiều nha. Còn thấy được cứ 0703 431 435 xuống mình làm việc, xem đất xong gặp chủ làm việc luôn nha. Trước mặt anh chị cô chú là ngã tư xã Hàm Cần nha, trung tâm của xã luôn. Bên trái là mình đi về cao tốc cây số 14 quốc lộ 1A được nha anh chị cô chú. Mình đi đường đó thì đường hơi xấu hơn, nhưng mà nó có 14 cây số thôi. Còn mình đi ngược lại theo tỉnh lộ 718 là nó 21 cây. Đây là trung tâm đa pha của xã Hàm Cần. Và ủy ban trường học nằm phía trước mình đây, không gian quá nó nằm phía trước. Đây trường cấp 2 nha, ủy ban thì nằm bên phải. Trường tiểu học và trường mẫu giáo nằm phía trước luôn. Thì cái đường tỉnh lộ 718 là nó làm tới đây nha anh chị cô chú. Rồi khúc này là quy hoạch của tỉnh là 2030 á, là sẽ mở rộng ra nữa, là mỗi bên là 21 m. Và từ cái vị trí trung tâm xã này là mình về tới cái lô đất em chia sẻ với cô chú là nó chỉ khoảng 1 cây số, xe ô tô thắng cái tới cái vị trí mảnh đất. Em sẽ quay chi tiết cùng với anh chị cô chú tìm hiểu tham khảo nha. Như vậy thì đất rẻ Địa Bình đã đến cái vị trí lô đất hai mặt tiền đường tỉnh lộ 718 tuyệt đẹp. Mặt tiền đường nhựa là 40,34 m, mặt tiền đường đá đỏ là 82 m, nở hậu 46,24 m, ở thôn 2 xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Đất này chủ đã đầu tư rồi, nhưng mà mua trong giai đoạn đất sốt, giờ bán lại thua lỗ, bán lại lỗ nhiều lắm anh chị cô chú. Bữa hỏi em có đăng một lần là cũng có 2-3 khách hỏi và tưởng khách lấy luôn, nhưng mà cuối cùng chưa có huy động được cái nguồn tiền đó, cho nên bây giờ em ra đăng tiếp thì khách nào hữu duyên xuống tiền trước thì chủ chốt trước, vì chủ đang rất là cần tiền và đang rất là khó khăn đó. Thì đây, trong cái sổ thì nó chỉ có một mặt tiền đường thôi nha anh chị cô chú, nhưng mà thực tế là 2 nha. Cái con đường đất này là đi sâu vào trong kia và nó còn đường thông luôn, đường này xe ô tô chạy được. Và phía trong nó có một cái khu nhà vườn của một cái nữ tu á, tu tại gia anh chị cô chú. Thì em sẽ quay cho anh chị cô chú cùng khảo sát để xem coi nó có phù hợp để mình đầu tư, mình làm nhà vườn hay đầu tư sinh lời nhé. Còn cái mặt tiền đường nhựa tỉnh lộ 78 đây nè, thì từ ngay góc này lên tới cái cây trụ điện cao cao đó. Rồi thì từ vị trí này mình ra ngoài Ủy ban xã nó khoảng 1 cây số đi anh chị cô chú. Còn về Phan Thiết là khoảng 20 cây 20 cây thôi đó. Còn về Sài Gòn thì khoảng 2 tiếng rưỡi nha. Thì đất này vuông vức cao ráo rất đẹp nha. Thì chủ người ta ủi trụ ra hết rất là trống trải, rất đẹp đó. Thì lúc đất sốt á, cái khu vực này là 100 đến 120 triệu một mét ngang nha. Và cái chị nữ tu này nè, lúc trước chị mua cái mặt tiền đường đá này thôi mà cũng đã 120 triệu rồi, mua lúc đất sốt á. Còn bây giờ là em rao chỉ có 50 triệu thôi. Đó, nói thẳng ra là 45 triệu là chủ buông tay luôn. Chủ đứt thở rồi, thôi thớt. Mặt tiền đường đất này là 82 mét, rất là đẹp luôn anh chị cô chú, nhìn cái sổ là mê luôn. Mà giai đoạn này là em nhận là nửa giá lúc chị mua, lúc này luôn chị mua cái này cao lắm. Đó. Mình biết chỉ lỗ là lỗ khủng hoảng trời bể luôn. Đó. Bây giờ bán cần gấp đó. Bữa chỉ đòi 60-70 em nó không có được đâu. Giai đoạn này bán giá đó là không bán được. Em chỉ nhận 50 thôi đó. Mà em nói là nếu mà được có khách là chốt 45 triệu luôn là chốt đi. Thì chủ ok rồi đó, không thương lượng nữa nha anh chị cô chú. Nói chung là em đã đạp giá dùm anh chị cô chú rồi. Rồi vô còn thương lượng nhẹ nữa là 45 triệu. Không có ai mà bán đất mà chưa có khách mà nói thẳng luôn như vậy. Nhưng mà em cũng muốn bán nhanh gọn lẹ đó. Tới cái ranh phía sau này là chiều dài của cái mặt tiền đường đất này nè là 82 mét đây, tới phía sau đây đó. Rồi mình sẽ đi qua bên đây luôn, mình tham quan thử cái vườn thuốc nam của vị nữ tu trong đây. Cái nhà của chị ở trỏng còn lập một cái vườn ở đây đó. Rất là đẹp nha. Em vô xin tham quan quay tí xíu với chị. Chị trồng cây rau cải thuốc này là rất là đẹp. Thì nguồn nước ở đây rất là dồi dào nha anh chị cô chú. Những cái nước này là đóng trụ không đó. Nước rất đẹp. Thì cái mảnh đất của mình là nó giáp ranh phía bên đó luôn đó. Phía bên ngay chỗ cái hàng rào đó. Tất cả những cái cây này là những cây thuốc nam, những cây thuốc quý, rau sạch, trồng tất cả những cái loại rau mình gì mình không có sợ phân thuốc nha, ngừa bệnh hơn chữa bệnh là vậy đó. Đây, chuối, cà, rồi rau, cải đủ hết, anh chị chú thấy không? Rất là đẹp luôn. Bên kia nó có một cái hồ nước và một cái chuồng chim cu rất là đẹp. Thì với cái mảnh đất em chia sẻ cho anh chị cô chú như thế này thì mình có thể là trồng bưởi nè, xoài nè, và dừa rất là tốt nha. Và mình trồng một cái vườn rau riêng để mình ăn uống này nọ, nó không có phải lo sợ gì thuốc men này nọ. Tất cả những cái sản phẩm ở ngoài bên ngoài bây giờ cái nào cũng có thuốc hết, còn mình tự trồng thì mình ăn mình sẽ cảm thấy ăn ngon miệng hơn, tự tin hơn. Thì cái diện tích của cái nhà vườn này nó cũng tương đương hoặc là nó lớn hơn một tí xíu so với cái mảnh đất em chia sẻ thôi. Nhưng mà mình có thể trồng đủ các loại cây đó. Có nguyên cái vườn xoài, rồi nguyên cái chuồng cu chim bồ câu rất đẹp. Xoài trái anh chị cô chú thấy trái quá thì trái luôn đó. Và xa xa đó là cái hồ nước đó, anh chị cô chú thấy rất là đẹp. Ong bay bướm lượn bồ câu. Và cái con đường này là nó thông vô trong núi và đi thông ra các phía đường khác luôn nha, rất đẹp. Còn cái vườn thanh long này là của người ta. Rồi chim nó bay nè. Rồi thì bây giờ mình sẽ quay ngược lại cái mảnh đất mà em chia sẻ. Mặt tiền đường nhựa 40,34, dài 82 mét, mặt tiền đường đá đỏ và nở hậu 46,24 mét. 4 em rao là 50 triệu một mét ngang, nhưng nói thẳng là chốt luôn 45 triệu không thương lượng nữa. Em nói giá chốt luôn nha anh chị cô chú. Nếu anh chị cô chú có duyên và biết được cái clip này, biết được mảnh đất này thì đường xá đi như thế nào, đất đai ra sao, giá cả thế nào thì Đất Rẻ Đầy Bình đã nói rõ rồi. Anh chị cô chú xuống thực tế là xem coi nó có nói đúng như vậy hay không thôi, chứ còn đừng thương lượng nữa nhé. Và bây giờ mình sẽ đi vào trong. Thì từ cái phía hàng rào này nè, mình đi ngược lên 46,24 m là mình hết cái đất của mình. Và phía bên kia là cái ranh, bên kia là cái nhà vườn, cái khu vườn rau của cô bà trồng đó. Nước nôi là ok hết, ranh rắp rõ ràng. Nếu mà thật sự hữu duyên anh chị cô chú sẽ biết được cái lô đất này sẽ lấy luôn. Thật ra cái lô đất này một khách đã rất là ưng ý và quá rẻ, khách xuống lấy rồi, nhưng mà thật sự do cái người nợ tiền của khách đang lằn xằn nên khách chưa chắc chắn nên không dám lấy. Em nói đặt cọc 400 triệu trước đi, rồi trong 3 tháng em sẽ bán lại vì đất nó quá rẻ. Nhưng mà khách thì cũng đang chần chừ, thì khách nói thì nếu có ai hữu duyên thì đến trước lâu này đi, nếu còn thì tới đó khách lấy được tiền rồi khách sẽ ra lấy. Đó, mình đi ngược ra là 82 m nha anh chị cô chú. Khu vực này điện nước nhà nước nha, rồi dân cư thì chưa đông như Quân Nguyên, nhưng mà cứ cách 50 m 100 m là có một căn nhà. Thì đất này anh chị cô chú mua làm nhà máy thái, nhà vườn, biệt thự mini gì ok hết. Trước đây trồng thanh long, nguồn nước ở đây rất là dồi dào nha. Cái này mình đóng nước khoan là xài ok luôn. Còn nước máy thì nhà nước có nước máy đó. Còn mình dùng cây tưới cây trái này nọ thì mình xài, mình khoan thêm một cái giếng đó. Rồi chạy thẳng ra ngoài đó tới cái trụ siêu măng cao và cái cột mốc. Thì cái này nếu anh chị cô chú đầu tư á, thì mình sẽ nói chủ là ranh rắp đâu đó cho mình rõ ràng nha. Bên em sẽ hỗ trợ cặm ranh, còn bao nhiêu tiền thì anh chị cô chú cho cà phê thuốc lá này nọ thôi. Đây tới cái trụ ranh này rồi. Cơ bản là mình đã đi một vòng rồi đó anh chị cô chú. Đây từ đây xuống tới cái mặt đường đó là 40,34 m. Nếu mà anh chị cô chú mà đi Phan Thiết xong chạy xe lên đây khoảng 30 phút thắng cái két trước cái lô đất mình luôn, thì cùng nhau nhìn lại một lần nữa rất là đẹp luôn. Tên đã có một cái căn nhà trời nhỏ, một cái nhà đó chắc cũ rồi mình không có ở. Rồi như vậy thì nếu anh chị cô chú hữu duyên và đầu tư cái lô đất này thì hãy gọi ngay cho em 0703 431 475 để sở hữu một lô đất đẹp và cứu giúp một gia chủ là sắp làm những điều dại dột rồi. Rồi em chân thành cảm ơn anh chị cô chú rất là nhiều.